Tiểu Ngô. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Ufim. Ông trời phù hộ con còn sống. Tiểu Du, sao ta lại quay về chỗ cũ? Không được, ta phải đi tìm đường ra khỏi đây. Hai người xem như không thấy ta. Sao ngươi lại quay lại? Làm sao ta biết? Ta đi qua đi lại mấy vòng trong rừng, đi qua đi lại rồi bị rớt xuống nước, cuối cùng quay lại đây. Ta muốn chém các ngươi thành trăm mảnh. Mau ra đây, lão quái vật tới rồi. Mau dẫn đồ công tử đi. Các ngươi mau ra đây, mau dẫn đồ công tử đi. Đừng mơ. Các ngươi hại chết Tiểu Ngô của ta, ta giết các ngươi. Khoan đã, không cần gấp. Tất cả các ngươi đều phải chết, nhưng ta muốn giết hắn trước. Con trích của ông đã chết rồi, cho dù ông giết bọn ta cũng vô ích thôi. Không sai, giết bọn ta ông sẽ mất tất cả, ông chỉ còn lại xác người và xác con trích thôi. Được, ba người các ngươi đều không được đi. Các ngươi ở lại đây với ta. Ta nghĩ hay là như vậy. Ông thả bằng hữu của ta ra, ta ở lại đây với ông. Không được. Được. Ba tên hòa thượng không có nước uống, giữ một người ở lại tốt hơn ba người. Hơn nữa, con trích của ông không biết nói. Bằng hữu họ Đoàn này của ta không chỉ biết nói mà còn biết kể chuyện cười, biết hát. Người có nói thật không? Chỉ cần ông tha cho bằng hữu của ta, ông kêu ta làm gì cũng được. Được. Cha, hạt tử xuất chiến. Lại tới nữa rồi. Bảy người biến thành một người. Đừng nói nữa. Cha, đừng đi. Phật pháp vô biên chưởng.
Lão bá sao rồi? Lão bá. Bọn ta chờ ngươi lâu rồi. Chắc ngươi là đại ca của Thất Sát Thiên Sát đúng không? Ngươi muốn trốn sao? Đừng mơ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi làm chuyện ác, giết rất nhiều người phạm tội tày đình. Ngươi, cho dù ngươi có chết 10 lần cũng không ít. Nếu ngươi nói ra lý do ngươi không đáng chết thì ta sẽ tha cho ngươi. Nói đi. Cha, cứu cứu. Ông ngoại, những người này đều bị cùng một người giết sao? Phải. Là ai mà có bản lĩnh giết chết lục sát? Nhưng mà giết nhiều người như vậy cũng thật là tàn nhẫn. Người này là trung hay gian? Giết lục sát trừ hại cho dân chắc là người tốt, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chắc chắn không phải là người danh môn chính phái. Ông ngoại, rốt cuộc ai làm chuyện này? Là hắn. Không thể nào là hắn được. Ông muốn nói ai? Quả Dân Tà Thần, Cổ Kiếm Hồn. Là Cổ Kiếm Hồn, người mà 20 năm trước quyết đấu với bảy trưởng môn, cuối cùng chết ở Vạn Trường Nhai sao? Ta lớn như vậy chưa từng thấy ai như ông ta. Ta nghĩ nói ông ta là kẻ ngốc không sai chút nào. Đoàn Phi, qua ăn gà nướng đi, chắc huynh đói rồi. Được, đa tạ. Nói gì thì ta cũng giúp huynh. Sao huynh không cho ta ăn? Phải rồi, Đồ công tử, vết thương của huynh sao rồi? Ta cũng không biết, nhưng ta đã cảm thấy đỡ đau rồi, chắc không có gì đâu. Lão bá, ông bị làm sao vậy? Chân khí trong người ông ấy rất mạnh, với công lực của ta không thể nào giúp được. Có khi nào ông ấy tẩu quả nhập ma không? Chắc chắn là ông ấy đã bị thương nặng, cho nên không khống chế được chân khí. Hơn nữa có rất nhiều việt đạo đã bị phong tỏa. Như vậy có nghĩa là nếu ông ấy giận công, khí huyết sẽ không lưu thông, kinh mạch bị đứt. Đúng vậy, chắc chắn là do giết Thất Sát, đánh độc trùng nên mới bị như vậy. Nếu đã như vậy, chúng ta đi tìm người đánh nhau với ông ta, để kinh mạch của ông ta rối loạn hơn thì chúng ta sẽ được yên ổn. Nếu như ta là ông ấy, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. Lão bá. Cha. Thông Nhi, Thông Nhi. Thông Nhi, còn không được chết. Thông Nhi, Thông Nhi. Thank you.
Thả tay ra. Người giết chết con trai ta, ta sẽ giết ngươi. Đồ công tử không sao chứ? Ta không sao. Mau cứu Đoàn Phi đi. Ông thả tay ra, con trai ông vẫn chưa chết. Người ông nhìn cho kỹ đi, hắn là con trai của ông, hắn vẫn chưa chết. Con trai, ông quên rồi sao? Hắn đã chăm sóc ông, sao ngay cả con trai ông mà ông cũng giết chứ? Hắn là con trai ta. Cha xin lỗi. Con trai, cha xin lỗi. Cha xin lỗi. Cha, cha không sao chứ? Khúc Trì, nhanh lên. Được. Đảng Trung, sao lại như vậy? Có phải cách lúc trước của chúng ta sai rồi không? Mỗi lần con đã thông quyệt đạo cho ta, độc tư trong người ta tự nhiên cũng sẽ mất khống chế. Vậy phải làm sao? Con phải giúp ta đã thông hết quyệt đạo trên người. Chỉ cần ta đã thông hết quyệt đạo, ta mới có thể ép chất độc xuống. Con sẽ giúp ta, đúng không? Cha yên tâm, con nhất định sẽ giúp cha. Tốt, con lập tức đi tìm cỏ lưỡi rồng. Chỉ có nó mới áp chế được độc trong người ta. Được, con đi tìm ngay. Cha chờ con. Cô ra đi, không có ai hết. Xuống xe nhanh lên. Bà ơi, đa tạ bà. Sao cô lại nói như vậy? Cô đi nhanh lên, nếu để bọn họ phát hiện, bọn họ sẽ bắt cô về đó. Bà ơi, con rất sợ liên lụy tới bà. Ta đã sống hơn nửa kiếp người rồi, ta không sợ người khác giết ta đâu. Nhưng mà cô, cuộc đời còn dài, cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô đi đi. Mau đi đi. Bà phải bảo trọng, sau này gặp lại được không? Bảo trọng. Huynh đừng có khinh thường người khác như vậy. Lục Tiểu Du ta là khách quý của Yên Hà Sơn Trang, ta không có trộm tiền của huynh đâu. Ta thấy túi tiền của huynh rớt xuống đất nên ta tốt bụng lấy cho huynh thôi. Muốn chết hả? Sao vậy, sợ rồi phải không? Ta nói huynh biết, bây giờ ta về Sơn Trang nói cho trang chủ biết, để trang chủ xử huynh. Huynh lại đi gây sự nữa phải không? Đồ xấu xa, huynh chết chắc rồi.
Tiểu thư Yên Hà Sơn Trang. Nè, Đoàn Phi đâu? Mạch của huynh ấy đập rất yếu. Dĩ nhiên yếu rồi. Đã mấy ngày rồi không chịu ăn cơm. Ta dỗ dành ăn ủi hắn mà cũng không chịu ăn. Nếu biết trước hắn muốn chết, ta đã không đi mua cơm cho hắn ăn. Đã không hề làm nghề cũ kiếm tiền. Và ta cũng không bị người ta đánh như vậy. Huynh nói ít lại có được không? Huynh nghĩ kỹ đi. Đoàn Phi bị như vậy là do ai hại? Cô nghĩ ta muốn sao? Cô đừng quên, Mùi Mùi của cô cũng có lỗi đó. Đoàn Phi, huynh sao rồi? Đoàn Phi, huynh cứ như vậy không ổn đâu. Huynh phải ráng ăn một chút chứ. Sau đó huynh nghĩ xem sau này nên làm thế nào. Cứ như vậy không ổn đâu. Đoàn Phi đâu có muốn ăn. Sư phụ của huynh đã biết sư muội của huynh không phải do huynh dẫn đi. Tại sao huynh còn hành hạ bản thân? Cho dù huynh chết, sư muội huynh cũng không tới thăm huynh. Cô ta không biết huynh đau khổ đâu. Tại sao huynh không chịu ăn uống chứ? Tránh ra đi. Huynh ấy muốn chết thì huynh giúp huynh ấy chết sao? Cô không hiểu đâu. Ta đã thử rất nhiều cách rồi. Nói cũng đã nói rồi, mắng cũng đã mắng rồi. Nhưng Đoàn Phi không chịu ăn uống. Cô nghĩ thấy Đoàn Phi như vậy ta không buồn sao? Dù sao ta cũng là huynh đệ của hắn. Đoàn Phi, bây giờ sức khỏe của huynh rất yếu. Huynh nhất định phải ăn cơm. Đoàn Phi, lần đầu tiên ta gặp huynh, ta cảm thấy ta và huynh rất thân thiết. Ngay cả bản thân ta cũng không hiểu tại sao ta lại có cảm giác như vậy với người lạ. Bây giờ ta đã hiểu lý do là vì chúng ta giống nhau. Chúng ta đều sống vì người khác. Cha mẹ huynh mất sớm, còn cha mẹ ta thì không thương ta. Mười mấy tuổi đã cho người khác nuôi rồi. Suốt mấy năm nay huynh đã rất cố gắng, là vì huynh muốn sư phụ huynh công nhận huynh giỏi, chấp nhận huynh, nhìn huynh bằng một con mắt khác. Còn ta, mấy năm nay ta cố gắng học y, vì ta hy vọng lúc ta gặp mẹ ta, mẹ ta nhìn ta bằng một con mắt khác. Sư phụ huynh không cần huynh, ông ta rất tàn nhẫn với huynh. Không ngờ ông ta đối xử với huynh như vậy. Còn mẹ ta, mấy năm nay ta xa nhà, ta tưởng mẹ ta nhớ ta nên kêu ta về nhà. Nhưng thật ra mẹ ta muốn gả ta. Cảm giác thất vọng là như thế nào, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự làm mình đau để khiến cho ta vui vẻ. Huynh nghĩ ta có nên thử không? Dễ chịu quá. Cô điên rồi à? Tránh ra đi. Cô làm gì vậy? Ta tự Yên Hà Sơn Trang tới đây. Ta không có nhà, không còn người nhà, không còn ai thương nữa. Sau này sống như thế nào ta cũng không biết. Ta không quan tâm gì hết. Tự sinh tự diệt thì có sao đâu. Làm như vậy ta cảm thấy rất dễ chịu. Mặc kệ ta đi. Ta đã cứu mạng cô. Mạng của cô thuộc về ta. Ta không cho cô làm như vậy. Ta cũng từng cứu mạng huynh. Mạng của huynh cũng thuộc về ta. Ta cũng không cho huynh làm như vậy.
Tuyết Hoa, bọn họ đang làm gì vậy? Sao đứng trên mấy cây tre mà cũng qua biển được? Bọn họ là đệ tử của sư bá ta. Bọn họ học võ công trước tiên là học cái này. Lợi hại quá. Cô làm được không? Trường Đi đảo bọn ta chia làm Bắc đảo và Đông đảo. Bắc đảo và Đông đảo, nước sông không phạm nước giếng. Ta là đệ tử của Bắc đảo. Vậy sư phụ của cô dạy cô cái gì? Huynh đừng hỏi nữa. Tới đó rồi huynh hãy tự xem. Được. Đoàn Phi, chúng ta có thể bái sư học võ rồi. Sư phụ của huynh so với những người này quá kém cỏi. Ông ta không dạy huynh, huynh cũng đừng buồn. Ý ta là võ công của những người này rất cao cường. Sư bá, Tuyết Hoa con về rồi, con xem đi. Đây là tin tức ta mới thu nhận được. Tiền bang chủ của Hà Nam Diêm Bang Trương Thao, Đông Đảo và Ngạc Tẩu Phái của Giang Nam, bọn họ vốn có hiềm khích. Cho nên tiền bang chủ sau khi qua đời, Ngạc Tẩu Phái liền. Sư bá viết xong chuyện này thì sao? Mọi người trong thiên hạ sẽ cười nhạo sư bá. Chuyện của mình thì không lo. Được rồi, được rồi. Con đừng có như mọi người, đừng có căng thẳng quá được không? Ta biết mọi chuyện rồi. Heo bị dịch, gà bị chết, chó bị bệnh, lúa ngoài đồng thì bị chết héo. Chuyện này đâu thể trách ta được. Ta biết con và sư phụ con đi hành tẩu giang hồ rất chất giả. Ta có một bình rượu ngon, con uống với ta nghe. Con tới đây không phải đi uống rượu. Con dẫn hai bằng hữu tới đây để gặp mặt sư bá. Ta tên Lục Tiểu Du, chào tiền bối. Ngươi rất lanh lợi, nhưng không chín chắn. Còn người này, sống dở chết dở, không có một chút sinh khí. Hắn là bằng hữu của con à, không phải đâu sư bá, huynh ấy đang bị thương. Con biết sư bá, y thuật của người rất cao minh, nên dẫn huynh ấy tới đây cho người trị thương. Ta nghĩ không chỉ là trị thương, mà còn muốn học võ. Được, để ta xem. Sao lại như vậy? Xương của hắn bị gãy rồi. Hơn nữa được xếp lung tung lộn xộn. Kẻ xấu nào xếp xương cho hắn vậy? Là ta. Nhưng ta không phải là kẻ xấu. Ngươi không phải kẻ xấu thì là kẻ khốn. Ta nghĩ ngươi muốn hành hạ bản thân, không muốn sống nữa phải không? Vậy thì ta càng phải làm cho ngươi sống. Sư bá, không sao đâu. Xếp xương lộn xộn, ta phải bẻ gãy rồi xếp lại. Hai người ra ngoài đi. Nhưng ta biết hắn là bằng hữu của con, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Ta nhẹ tay một chút có được không? Đừng làm phiền nữa, ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Nhẹ tay thôi đó. Biết rồi, đi mau. Bắt gà giỏi lắm. Huynh bắt mấy con gà biết bay đi. Mấy con gà đi bộ chắc chắn bị bệnh, huynh đừng có bắt. Sư huynh, ngươi là Đoàn Phi phải không? Bắc đảo. Sư phụ. Sư phụ. Sư thúc. Ông là Bắc đảo tiền bối. Ta là Lục Tiểu Du. Ta... Một kẻ chân yếu tay mềm như ngươi mà cũng có thể cùng quá dân tà thần làm loạn thiên hạ sao? Sư phụ, con nghĩ chúng ta nên về Bắc đảo. Người đi du sơn ngoạn thủy đã lâu, mọi người đều rất nhớ người. Từ khi con về Trường Ly đảo, con chỉ biết nhìn về Đông đảo. Có bao giờ nhìn về Bắc đảo không? Có bao giờ con nhìn về sư huynh của con không? Huynh muốn đi à? Không phải ngày nào cũng có thuyền tới Trường Ly đảo. Cho dù muốn đi, huynh cũng không đi được đâu. Tới khi nào mới có thuyền?
Tại sao huynh muốn đi? Chẳng lẽ cô không thấy những người ở đây không quan ngân ta sao? Không phải như vậy đâu. Mấy ngày gần đây Trường Di đảo xảy ra một vài chuyện, mọi người lo lắng sợ hãi cho nên mới hiểu lầm huynh. Huynh đừng để trong lòng, ta và cô khác nhau. Tuy hoàn cảnh của chúng ta hơi giống nhau, nhưng cô có người thân của cô, có nhà của cô, có chỗ để nương náu, có người thương cô. Còn ta thì không. Sao cô nói không có thuyền? Coi chừng. Gì vậy? Mau lên, qua coi đi. Hai người... Huynh không sao chứ? Các ngươi mà cũng là anh hùng hảo hán sao? Có giỏi thì quyết một trận sống mái trong ngày tỷ võ. Còn quyết trận sống mái chưa tỷ võ, chỗ các ngươi đã tự tàn sát lẫn nhau rồi, cần tỷ võ nữa không? Số khổ mà, cứ tưởng tới đây bái được danh sư, ai ngờ đâu. Công phu của ta như vậy, công phu của ta là như vậy, công phu của huynh là như vậy, công phu của ta là như vậy. Đừng cãi nữa. Công phu của thái sư phụ đã tới mức xuất quỷ nhập thần rồi. Nếu như hai người còn không liên thủ, Trường Ly giáo chúng ta coi như xong. Năm đó khi thái sư phụ quyết đấu với hắn, chỉ thắng trong tích tắc thôi. Ta đã được chân truyền của thái sư phụ con, chúng ta dĩ nhiên đã thắng hắn rồi. Tuyệt học hết toàn trảm của sư phụ chỉ truyền lại cho ta. Để dựa vào đâu mà nói mình được chân truyền? Phải học xong thất toàn trảm mới có thể học nhất chỉ thần công. Nói vậy cũng nói, phải học xong thất toàn trảm mới có thể học thần công của đệ. Sao huynh không chịu hiểu vậy? Cái gì mà không hiểu? Quá đơn giản. Đơn giản cái gì? 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có kiểu đếm như vậy sao? Thái sư phụ vừa chết, người ta liền ức hiếp vì hai người bất hòa, không coi Trường Ly giáo chúng ta ra gì. Bây giờ hai người nhìn đi, lời hẹn năm đó chính vì hai người không ngừng tranh giành, không ngừng cãi nhau nên mới chưa đánh đã thua. Không thấy sao? Nghe đây, nếu lần này còn thua nữa, lệnh bài của giáo chủ Trường Ly giáo chúng ta sẽ phải giao cho người ta cầm chơi. Tới chừng đó không cần tranh giành gì nữa. Nhưng mà con vừa nghĩ ra ý này. Thái sư phụ quy định đồng môn không được đấu nhau, có nghĩa là không đồng môn thì có thể. Hai người mỗi người dạy một người, rồi cho họ tỉ thí với nhau. Ba trận thắng hai thì thắng. Tóm lại người nào thắng thì sư phụ của người đó có thể làm thủ lĩnh chống địch. Ta muốn làm trưởng môn, chứ không phải làm thủ lĩnh chống địch. Trưởng cái gì? Chuyện trưởng môn để sau này rồi nói đi. Kẻ thù đang ở trước mắt, ai có thể chống lại địch, mọi người sẽ phục. Nha đầu này mồm mép quá đi. Được, vậy thì mỗi người dạy một người, nhưng sau khi dạy xong không được để hai đứa nó đánh nhau. Chúng là bằng hữu của nhau, chắc chắn sẽ có điều kỵ. Vậy thì không công bằng. Cho nên ta thấy hay là như vậy, ta chọn đứa đang đứng để chọn đứa đang ngồi đi. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Năm ngày sau tỷ thí tiếp. Đứa đang ngồi này có được không đây? Sư bá, dạy xong là được chứ gì? Thật là, biết có được không? Nhìn không có hy vọng. Hết lựa chọn rồi, thôi kệ đi. Lão quân đã chủ, cô ưng xuất quần, trực đảo Hoàng Đông. Giả mã phân tông, kim ưng hợp thực. Nhất chỉ thần công. Công phu này không thể tùy tiện để người khác thấy. Chuyện này ông yên tâm, ta không nói với người khác đâu. Lão tiền bối, ông quá lợi hại.
quay lại. Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà. Đừng nói nhảm nữa, ta thương Tuyết Hoa nên nó mới đứng về phía ta. Đủ thấy nhân duyên của ta rất tốt. Huynh mới nói nhảm. Hai người chúng ta đấu gì trước đây? Ta sao cũng được. Vậy huynh lên trước, chờ sau khi Tiểu Du thắng rồi, tên tiểu tử đó không cần đánh nữa. Tiểu Du có thể thắng ta? Lại đây, tiểu bằng hữu, ta chơi với ngươi một lát. Hai bên chỉ có thể dùng chiêu thức để thắng, không được dùng nội lực. Ai dùng nội lực thì coi như thua, hủy bỏ tư cách. Đệ coi ta là người gì hả? Ta còn sợ đệ nóng lòng muốn thắng, dùng tới nội lực nữa kìa. Ta vẽ một cái vòng, ai đánh mà bước ra khỏi vòng là thua. Tiểu bằng hữu chờ ta. Tiểu bằng hữu lại đây. Đi ra, đi ra. Còn chưa đánh người đã thua rồi. Cho ngươi thêm một cơ hội. Lại đây, lại đây. Lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Ta đạp ngươi. Ngươi làm sao động đậy? Ngươi là con chó à? Còn cắn ngươi? Để dạy dỗ kiểu gì vậy? Tiểu Du thắng. Hắn ăn gian, binh bất yếm trá, huynh chưa từng nghe à? Gặp kẻ địch mà lòng dạ yếu mềm, lỡ như đang đúc cận kề sống chết. Giáo chủ huynh đây đi chầu Diêm Vương liệt. Ta được. Ta có chơi có chịu. Đoàn Phi, ngươi lên đi. Cẩn thận một chút, đừng sợ hắn. Thật sự không được thì cứ cắn hắn. Cắn thì cắn, nhưng răng phải chắc mới được. Cắn đây nè, cắn đây nè. Đừng đánh nữa. Đoàn Phi, bước ra khỏi vòng là tỷ thí kết thúc đó. Đừng có đánh nữa. Bắt đảo, sư phụ. Đừng đánh nữa. Còn đánh nữa, huynh ấy sẽ chết đó. Tại hắn muốn đánh, ta chỉ không thể để hắn thất vọng thôi. Đoàn Phi, nếu không được thì từ bỏ đi, chịu thua đi. Huynh không giống như ta. Ta không thua. Tiếp tục đánh. Còn đánh, bắt đầu dừng tay. Đừng đánh nữa. Đoàn Phi,
Đoàn Phi. Mau lên, dập lửa đi. Mau dập lửa đi. Mau lên. Sư phụ, người không thể đi, không thể vào trong được đâu. Bảo bối của ta bị cháy hết rồi. Là ai đã làm? Là ai đã làm vậy? Chữa cháy đi. Hảo huynh đệ, bảo bối của huynh bị cháy hết rồi. Cũng tốt, sau này không cần lãng phí thời gian nữa. Là do đệ châm lửa phải không? Ta nói huynh nghe, hảo huynh đệ, ta chỉ làm chuyện có lợi cho trường Ly giáo thôi. Từ sáng tới tối huynh cứ nửa sống nửa chết, trốn trên cái đảo nhỏ này. Bên ngoài xảy ra chuyện gì huynh cũng không chịu ló ra nửa bước. Đệ quỵ hết tâm huyết của ta rồi đó. Ta chỉ đang giúp huynh thôi. Ta liều mạng với đệ. Muốn liều mạng thì ra ngoài. Được. Hai vị tiền bối, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Tiền bối dừng tay. Đừng đánh nữa, Tuyết Hoa chết rồi. Tuyết Hoa chết rồi. Huynh có nghe thấy gì không? Có nghe. Người nói Tuyết Hoa chết rồi. Bây giờ cô ấy chưa chết. Nếu hai người còn tiếp tục đấu, không đi giúp cô ấy, sớm muộn cô ấy cũng sẽ chết thôi. Bức thư gửi cho hai vị, coi trước rồi nói sau. Đi thôi, đi thôi. Chờ một lát. May quá, lần này ta không tới trễ. Huynh tới đây làm gì? Ta đi thăm Tuyết Hoa không được sao? Nói đùa cái gì vậy? Huynh rời khỏi hòn đảo đó sao? Đừng có phá đám ta. Để không cho ta lên thuyền ta mới phá đám đó. Ta phá đám cái gì? Ta lên thuyền để phá đám, để nói chuyện không đáng tin một chút nào. Huynh ở trên đảo mà chờ đi. Theo ta làm cái gì? Nói gì vậy? Ta phải đi rồi, không được đi. Không được đi. Phải để cho ta đi chứ. Đây, nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên. Thất nương, bà đang làm gì vậy? Chặt nhiều trúc như vậy để làm gì? Bẩm trang chủ, đây là ý của phu nhân, muốn chặt hết trúc ở đây. Người ra đây, đừng có lén la lén lút nữa. Ra đây. Dương Thư Hoành, ngươi muốn tìm ta trả thù sao? Được, ngươi ra đây.
Ta không sợ thần, không sợ quỷ. Càng không sợ ngươi. Nếu ngươi đã là âm hồn bất tán, muốn tính sổ với ta, vậy thì hôm nay chúng ta tính cho rõ ràng luôn đi. Ngươi ra đây cho ta, mau lên ra đây. Ta phải moi tim ngươi để coi rốt cuộc nó là bằng gì. Năm đó ta vì cứu ngươi mà bị ép tiếp cận cổ kiếm hộp, chịu đủ mọi sỉ nhục. Ai ngờ ngươi phản bội đại ta. Hôm nay chúng ta tính sổ cho rõ ràng đi. Ra đây. Nữ nhân đó là ai vậy? Nghe nói là một nữ nhân hạ lưu, rất độc ác. Còn hạ độc phế hai chân của nữ chủ nhân Yên Hà Sơn Trang. Nhị tiểu thư của Yên Hà Sơn Trang cũng bị quỷ dung nhan rồi, bỉ ổi quá. Nghe nói đồ trang chủ là người rất tốt, sao lại có người muốn hại ông ấy chứ? Yêu quái, yêu phụ, tiện nhân, đồ bỉ ổi, hạ lưu. Chết đi, đi chết đi. Chết đi, yêu phụ, tiện nhân. Yêu phụ, đi chết đi. Đúng là đồ yêu quái. Đi chết đi. Đúng là đồ yêu quái. Yêu quái. Chúng đối xử với ngươi như vậy đúng là quá đáng. Chúng đều đang tranh nhau làm chó cho Yên Hà Sơn Trang. Trên đời này có rất nhiều loại chó. Kẻ nào dám ngông cuồng trước hai đại bang phái Cái Bang Diệp Bang, biết thức thời thì cút mau. Nếu ta có thể cứu ngươi, ngươi trả ơn thế nào? Liễu Phiêu Phiêu ta đã từng chết một lần. Nếu có thể giúp ta sống sót, giúp ta trả thù, ta có thể làm mọi chuyện cho ngươi. Tốt, trả lời hay lắm. Quả dân tà thần, kẻ nào dám làm chuyện xấu trước mặt cổ kiếm hồn ta? Đồ phu nhân nói không sai, các ngươi cùng phe, trong thiên hạ đều sợ các ngươi. Cái bàn bọn ta không sợ ngươi. Hôm nay dù có chết, ta cũng phải giết ngươi. Cái bàn bọn ta xem nhẹ cái chết. Tiện nhân, không được chạy. Ngươi nghĩ ngươi là một người chính nghĩa sao? Ta nói ngươi biết, ta ghét nhất là loại ngụy quân tử như ngươi. Hôm nay ta làm cho các ngươi thành phế nhân. Không phải là ta không dám giết các ngươi, mà vì ta đã hứa với con trai ta không giết người. Các ngươi tiếp tục sống mà hưởng phúc của các ngươi đi. Tuyết Quyên, muội tỉnh rồi. Huynh lấy nước rồi, muội rửa mặt đi. Rửa mặt xong chúng ta ăn sáng. Huynh thấy hai ngày nay muội ngủ rất ngon. Huynh nghĩ ngủ thật tán đã hết tái phát. Muội cảm thấy khỏe hơn chưa? Hai ngày nay muội thấy khỏe hơn rất nhiều, minh mẫn tỉnh táo hơn. Vậy thì tốt. Huynh nghe người ta nói, nếu như hít lâu quá muốn cai rất khó. Muội hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng, rồi đi gặp Tiểu Du. Chắc Tiểu Du vui lắm đó. Bây giờ Tiểu Du sao rồi? Tiểu Du vẫn khỏe. Sáng nào Tiểu Du cũng dạy võ cho mấy đứa nhỏ. Huynh thấy huynh ấy rất thích làm sư phụ. Huynh ấy có nhắc muội không? Ăn cơm đi, cơm nguội không ngon đâu. Huynh ấy có nhắc muội không? Ăn thử xem huynh nấu ngon không. Huynh đừng đánh trống lảng. Rốt cuộc Tiểu Du có nhắc muội không? Chẳng lẽ huynh thật sự không biết nói dối sao? Huynh có biết có nhiều người không thích người khác nói thật không? Tuyết Quyên,
Muội là vết thương lòng của Tiểu Du. Tiểu Du không nhắc muội cũng là chuyện bình thường. Tiểu Du không nhắc muội không có nghĩa Quỳnh ấy quên muội. Nếu Tiểu Du quên muội cũng có sao đâu. Chẳng lẽ muội sẽ buồn sao? Chẳng lẽ muội nói với Quỳnh muội không muốn lấy Quỳnh ấy là gạt Quỳnh? Muội không chịu lấy Quỳnh ấy, Quỳnh ấy quên muội cũng đâu có sao. Nếu Tiểu Du hỏi muội, Quỳnh có thể nói với Quỳnh ấy là muội ở đây không? Không được nói. Quỳnh đừng quên lời hứa của Quỳnh. Rốt cuộc muội muốn gì đây? Muội tới đây trốn, Tiểu Du không nhớ muội, muội không vui. Tiểu Du muốn gặp muội, muội không chịu gặp. Tỷ tỷ của muội thật là tội nghiệp, ngày nào cũng nghe Quỳnh lảm nhảm. Ngồi xuống ăn cơm đi. Nếu không đủ cơm ăn, xuống bếp múc tiếp. Quỳnh đi trước đây. Quỳnh đừng đi. Muội xin Quỳnh đừng đi. Muội không muốn ở đây một mình. Quỳnh đã hứa với muội không để muội chịu khổ một mình mà. Tuyết Quyên, Quỳnh ở đây với muội suốt ngày, nhưng muội không chịu mở lòng thì cũng vô ích thôi. Muội nghe lời khuyên của Quỳnh, về Yên Hà Sơn Trang đi. Ở đó có người thương muội, có người chăm sóc muội, có người chơi với muội. Có phải Quỳnh cảm thấy muội phiền phức, không muốn chăm sóc muội không? Quỳnh cảm thấy muội là gánh nặng, cho nên không phải. Muội biết là không phải mà. Muội biết Quỳnh xem muội là muội muội ruột. Những lời mà Quỳnh nói, mọi chuyện mà Quỳnh làm đều muốn tốt cho muội. Quỳnh biết bây giờ muội không thể đối mặt với tất cả mọi người, Quỳnh không ép. Nhưng mà sau khi muội nghĩ thông, hãy nói cho Quỳnh nghe. Quỳnh sẽ đưa muội về Sơn Trang. Ngồi xuống ăn cơm đi Tiết Quyên. Cơm nguội rồi. Đi. Quán trụ Phúc Ký. Lại là yêu phụ. Bình tĩnh đi. Có chừng làm người vô tội bị thương. Quynh sợ ta giết bà ta sao? Bà bình tĩnh. Ta đang muốn tìm các ông. Bà muốn chết à? Đừng. Có gan thì đi theo ta. Bà ta đi rồi. Phải đi rồi. Đứng lại. Yêu phụ không được đi. Nè, để ta. Phiêu phiêu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói rõ với nhau. Ta tin công đạo ở trong lòng người. Thật vậy sao? Trên thế gian này vẫn còn công đạo sao? Có lý thì nói rõ ràng sao? Đừng nói nhiều với bà ta. Nè, đánh đi, coi chừng. Hôm nay ta giới thiệu với mọi người một người mới gia nhập địa ngục môn. Người này là sứ giả câu hồn của chúng ta, Liễu Phiêu Phiêu. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Tất cả mọi người đứng ở đây đều có thù oán sâu nặng. Có người thì người thân bị giết, có người thì bị cướp của, có người thì bị cưỡng bức. Mọi người sức yếu lực hèn, có oan khó rửa, có uất ức khó nói, có thù khó báo. Mọi người có muốn rửa oan không? Muốn. Mọi người có muốn giải tỏa uất ức không? Muốn. Mọi người có muốn trả thù không? Muốn. Chỉ cần sau này mọi người nghe lệnh của ta, ta chắc chắn trả thù rửa hận cho mọi người, làm cho kẻ thù của mọi người bị dày dò, sống không bằng chết. Và ta sẽ giúp mọi người quá giải uất ức. Mọi người có muốn trả thù không? Ta muốn trả thù. Ta muốn trả thù. Ta muốn trả thù. Ta muốn trả thù. Từ nay về sau, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta phải làm cho những người đã từng chà đạp xỉ nhục mọi người phải trả giá đắt. Bắt bọn họ nợ máu trả máu. Bọn họ nợ mọi người một, mọi người phải trả lại 10. Nợ máu trả máu. Tất cả những người bị hại, bị thiệt thòi, bị oan, không còn nơi nào trốn, không còn nơi nào chung thân, đều có thể ngóc đầu lên ở địa ngục môn này. Ta xin hứa sẽ cho mọi người tương lai tươi sáng. Ta sẽ cho những người khinh thường mọi người chết thê thảm.
Mọi người có muốn đồng tâm hiệp lực với ta làm chuyện lớn không? Ta sẽ nghe lệnh tôn chủ, chết không hối tiếc. Ngươi đừng hao tổn sức lực nữa. Ngươi đã bị nhốt ở đây thì đừng có mơ ra ngoài. Không phải chuyện gì trong thiên hạ ngươi cũng biết sao? Nghe nói ngươi chiêu binh mãi mã ở Miêu Cương, ngươi định tập hợp đồng bọn của ngươi làm loạn Trung Nguyên bọn ta có phải không? Ngay cả ta đi đâu ngươi cũng biết. Chắc chắn là không có chuyện gì giấu được ngươi. Có. Ý đồ của ngươi. Ý đồ của ta? Thực ra ý đồ của ta rất đơn giản. Ta không có người thân, thù của ta chưa báo, ta điên điên khùng khùng 20 năm. Chẳng lẽ ta về Trung Nguyên là để gặp Thái Đẩu Võ Lâm các ngươi, uống rượu tâm sự, kết giao bằng hữu sao? Chưởng môn của 7 môn phái ngày xưa đánh nhau với ngươi đều chết thảm. Người của Võ Lâm giết thê tử ngươi ở Tiêu Gia Trấn, người của Tiêu Gia Trấn đã bị ngươi giết hết. Sao ngươi lại nói ngươi chưa báo thù? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ta ở Tiêu Gia Trấn 20 năm, ân oán thù hận trong giang hồ ta không biết rõ, không nắm rõ tình hình. Lần này ta bắt ngươi rồi nhốt ở đây vì ta muốn ngươi viết ra giấy tất cả những chuyện ngươi biết cho ta. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ làm chuyện này cho ngươi? Hơn nữa, nếu ngươi biết mọi chuyện thì có ích gì cho ngươi? Ta muốn tập hợp tất cả những người có ân oán thù hận, sau đó ta sẽ tạo cơ hội cho bọn họ rửa hận báo thù. Ngươi muốn mọi người tàn sát lẫn nhau, tăng thêm thù hận, còn ngươi ngồi không hưởng lợi, thỏa mãn được tham vọng của ngươi. Trước đây tuy ta khinh bỉ hành động giết người của ngươi, nhưng từ tận đáy lòng của ta, ta vẫn cảm thấy ngươi là một anh hùng hảo hán. Hôm nay ta không thể không thừa nhận, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Anh hùng hảo hán ân oán rõ ràng, có thù phải báo. Ta không giết người ta sẽ giết ta. Đã như vậy thì tại sao không giết chết hết bọn họ, để bọn họ biết mạnh yếu cao thấp? Ngươi uổng công Đoàn Phi đã tin tưởng ngươi, lúc nào cũng bên ngươi, thậm chí còn kêu ngươi là cha. Ngươi không xứng đáng có con trai như nó. Ta có xứng có con trai như nó không? Không tới lượt ngươi quản. Địa ngục môn không phải là nơi ngươi có thể nói bậy. Ngươi giết hay là không giết? Ta không giết. Ngươi cũng là nam tử hán, nể tình ngươi đã từng dạy con trai của ta mấy chiêu thức võ công, ta không giết ngươi. Nhưng sư đệ của ngươi thì... Ngươi muốn làm gì sư đệ ta? Ta muốn làm gì hắn? Phải hỏi ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thích ăn như thế nào? Chặt tay chân ăn trước, hay móc mắt ăn trước, hay môi tim ăn trước? Ngươi giết hay là không giết? Ngươi... rốt cuộc ngươi giết hay không? Tuyết Quyên, sao vậy? Ngũ thạch tán tái phát đúng không? Mùi đừng lo. Đừng lo, ráng chịu đi, ráng chịu. Quỳnh lo cái gì chứ? Không phải là do ngũ thạch tán, mà mùi chỉ bị cảm lạnh thôi. Thì ra là vậy. Làm Quỳnh sợ quá. Dù sao thì cũng tại Quỳnh, để gió lùi vào nhà làm mùi bị cảm lạnh. Phải rồi Tuyết Quyên, Quỳnh đã mua màn cho mùi rồi, lát nữa Quỳnh sẽ treo lên, có được không? Ở đây nhiều mũi lắm. Quỳnh mua nhiều đồ làm cho căn nhà đẹp hơn thì có ích gì? Người xấu nên ở chuồng heo mới đúng.
Bây giờ được ở trong nhà này đã là tốt lắm rồi. Hôm nay nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp. Hay là chúng ta ra ngoài phơi nắng đi. Phơi nắng sẽ làm cho mũi đỡ lạnh. Mùi rất xấu, ra ngoài sẽ bị người ta thấy. Chắc chắn nghĩ mùi là yêu quái. Tuyết Quyên, coi như mùi giúp huynh đi có được không? Huynh rất muốn đi câu cá. Trước đây huynh thích nói đạo lý lắm mà, sao hôm nay không nói nữa? Huynh có thể nói mùi không xấu, chỉ cần lòng dạ tốt đẹp. Nghĩ nhiều cũng vô ích, càng nghĩ càng không vui, không vui thì càng không đẹp. Không phải mùi nói đạo lý mà huynh nói mùi đều hiểu sao? Những điều huynh nghĩ mùi đều nói ra hết rồi, huynh còn gì để nói nữa? Tuyết Quyên, ra ngoài đi dạo đi. Mùi có biết không, có chuyện buồn mà giấu trong lòng sẽ bị bệnh. Nếu như bị bệnh mà trốn trong nhà thì sẽ bị điên đó. Tỷ tỷ của mùi có phu quân như Quỳnh, chắc chắn rất hạnh phúc. Tiểu Du cũng có thể là phu quân tốt. Thật sao? Quỳnh nghĩ tại sao Tiểu Du muốn lấy mùi? Tiểu Du thích mùi. Tiểu Du nói với Quỳnh, từ khi quen mùi, Quỳnh ấy đã yêu mùi rồi. Đó là mùi của ngày xưa. Cho dù Tiểu Du thích mùi, Quỳnh ấy cũng không dám nói, chỉ dám chọc tức mùi thôi. Lúc mùi rời khỏi Tiêu Cục, Tiểu Du muốn nói nhưng không nói ra được. Nếu Quỳnh ấy nói, có lẽ bây giờ đã không như vậy. Có thể Tiểu Du khó bày tỏ tình cảm. Sao cứ bênh vực Quỳnh ấy hoài vậy? Từ khi mùi trở thành người xấu, Quỳnh ấy đã làm gì? Quỳnh ấy tới thăm mùi, vừa nhìn thấy mùi đã muốn bỏ chạy. Mùi nhìn thấy rất rõ. Tuyết Quyên, thật ra hôm đó Quynh nhìn thấy mùi, Quynh cũng rất sợ. Mùi có biết Tiểu Du rất hối hận không? Lúc đó Quynh ấy chỉ là nhất thời hoảng loạn chứ không có ý gì. Mùi nên hiểu cho Quynh ấy, Quynh ấy chỉ là người bình thường. Đúng vậy, Tiểu Du chỉ là người bình thường. Đáng lẽ mùi cũng không muốn hỏi Quynh, nhưng Quynh nhắc tới Tiểu Du hoài nên mùi mới hỏi Quynh. Tiểu Du có nhắc mùi không? Quỳnh ấy đúng là nam nhân bình thường. Quỳnh ấy cảm thấy áy náy có lỗi nên mới nói muốn lấy mùi. Nhưng một tháng sau, nghe sư phụ của Quỳnh ấy nói mấy lời, Quỳnh ấy không còn nhớ mùi nữa. Nam nhân bình thường như vậy có rất nhiều ở ngoài đường, sao mùi phải lấy Quỳnh ấy chứ? Tuyết Quyên, Tiểu Du, Quỳnh đừng nói tốt cho Tiểu Du. Mùi không muốn nghe, không muốn nghe nữa. Kể từ ngày hôm nay, Tiểu Du nghĩ gì về mùi, mùi cũng không quan tâm. Mùi không thích Quỳnh ấy nữa. Đứng lên, đi ra ngoài đi. Mùi không đi. Mùi không có tình cảm với Tiểu Du, sao lại ủ rũ buồn rầu? Rõ ràng là mùi nói dối. Mùi buồn không phải vì Tiểu Du. Quynh đừng làm phiền mùi nữa. Quynh thấy mùi như người mất hồn. Không khác gì lúc mùi hít ngủ thạch tán. Chắc chắn Tiểu Du đã làm cho mùi buồn. Mùi buồn không phải vì Tiểu Du. Mùi chỉ muốn ở một mình thôi. Quynh nghĩ mùi nói dối. Được, đi thôi. Đi câu cá, đi du ngoạn sơn thủy, đi rửa sạch tay. Mùi mệt lắm phải không? Mệt hay không không quan trọng. Mùi chỉ muốn ngủ thôi. Mùi không muốn câu cá, Quynh bắt cá cho mùi xem. Không ngờ Quynh cũng biết bắt cá. Tối nay chắc chắn có rất nhiều cá để ăn. Nè, mũi có sao không? Không sao. Lên bờ đi, đừng bắt nữa. Cá nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu. Mùi thấy Quynh cũng rất thông minh. Cái gì? Lên bờ đi, đừng ở dưới nước nữa, coi chừng bị cảm lạnh đó. Không sao đâu.
Muội cảm thấy dưới nước rất vui. Hy vọng Tuyết Quyên luôn vui như vậy. Tuyết Quyên, đừng cứu muội, đừng cứu muội mà. Cho dù thế nào muội cũng không được tự sát. Huynh là người từng trải, thả muội ra. Huynh cũng đã từng tự sát, nhưng tự sát không giải quyết được vấn đề đâu. Buông muội ra, nghe huynh nói. Dung nhan của muội bị quỷ hoại, đây là sự thật. Muội đừng hành hạ bản thân nữa. Hành hạ bản thân sẽ làm người thân buồn kẻ thù vui. Sao muội không nghĩ theo hướng tích cực? Cứ coi đây là thử thách ông trời dành cho muội, hoặc là ông trời cho muội một sự lựa chọn khác. Hôm đó huynh bị đuổi khỏi sư môn, bị sư phụ hiểu lầm huynh phản bội ông ấy, tay của huynh bị tàn phế, huynh cũng muốn tự sát. Nhưng nếu hôm đó huynh chết, huynh có mối lương duyên với tỷ tỷ của muội không? Nếu như hôm đó huynh chết, huynh có thể tự lập môn hộ, làm tiêu đầu, hoàn thành ước mơ của mình không? Chỉ cần chúng ta sống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ cần vượt qua khó khăn thì mới có kết cục tốt đẹp. Muội biết không, tự sát không phải là cách hay. Hít ngũ thạch tán biến muội thành một người vô hồn không phải cách hay. Hằng ngày trốn trong nhà, không muốn làm gì hết cũng không phải cách hay. Muội phải sống thật vui vẻ mới thay đổi được vận mệnh của mình. Tuyết Quyên, muội tin huynh đi. Không phải muội nói muốn ăn một bữa thịnh soạn sao? Ngon lắm đó. Thì ra huynh nấu ăn cũng rất ngon. Nè, ăn thử đi. Trước giờ muội cứ nghĩ muội được mọi người yêu thương. Hồi nhỏ mẹ bắt bọn muội ăn cá, muội ăn rất nhiều. Tỷ không thích ăn, hay bị mẹ la. Tuy muội cảm thấy bất công cho tỷ tỷ, nhưng trong lòng muội lại có cảm giác vui vui. Đây là quả báo. Đã khuya lắm rồi, huynh đi về đi. Tuyết Quyên, sao huynh chưa về? Yên tâm đi, muội không làm chuyện ngu ngốc đâu. Huynh đi về đi. Không sao đâu, bây giờ cũng khuya lắm rồi, không thấy đường đi. Huynh ở lại đây ngủ. Đã như vậy thì huynh vào nhà ngủ đi. Không cần đâu, huynh ngồi ở đây cũng được. Không phải huynh nói ở đây rất nhiều muỗi sao? Huynh không sợ muỗi? Hôm trước độc trong người muội tái phát, huynh đã ngồi trong nhà suốt đêm. Bây giờ huynh còn sợ gì nữa? Hôm đó muội khó chịu, muốn có người nói chuyện với muội, nhưng hôm nay được rồi, muội vào nhà ngủ đi. Huynh đúng là một kẻ nhát gan.
Tuyết Quyên. Từ nhỏ muội đã biết câu cá. Yên Hà Sơn Trang có một hồ cá. Cá ở trong hồ vừa mập vừa lớn. Thật sao? Lúc đầu muội định làm loạn một thời gian, để xem huynh có lời nào, có cách nào làm cho muội bình tĩnh không. Nhưng muội thấy huynh rất mệt mỏi. Muội cũng mệt mỏi. Hình như muội đã nghĩ thông rồi. Có lẽ vậy. Đa tạ huynh. Không dám. Huynh nhìn mặt huynh kìa, bị muội cắn nát rồi. Mấy ngày nữa là lặn hết thôi. Đừng có gãi, có chừng chảy máu đó. Để huynh tự lao được rồi. Huynh lao mạnh quá bị rách da đó. Mặt của huynh vừa đỏ vừa nóng. Huynh mắc cỡ à? Nè, huynh tự lau đi. Được.